Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui được lại các bạn trong bài học lần này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu một chủ đề ngữ pháp mà mình nghĩ rằng đối với nhiều bạn mới bắt đầu học tiếng Đức thì sẽ rất là ngán ngẩm, bởi vì nó quá khó. Đó chính là việc chia đuôi tính từ, adjective declination. Chủ đề ngữ pháp này phù hợp với những bạn đang học ở cuối trình độ A1 và đầu trình độ A2. Nếu như trình độ đang học của các bạn thấp hơn thì mình khuyên các bạn nên xem lại những bài học trước của mình. Đó là bài số 11, số 29 và số 30. Rồi sau đó các bạn quay trở lại video này thì các bạn có thể hiểu được kiến thức trong bài học này dễ dàng hơn. Thông thường học ở trên lớp thì các bạn sẽ phải học thuộc những cái bảng quy tắc chia đuôi tính từ rất là dài. Và đôi khi nhìn vào chúng mình cảm giác như là mình bị thấy hoang mang, bị thấy rất là chóng mặt vì nó quá nhiều. Thực ra thì nó không khó như vậy đâu các bạn ạ. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái quy tắc rất là đơn giản. Quy tắc gồm 4 bước để các bạn có thể xác định được đuôi của tính từ. Nếu như các bạn nào mà nghĩ rằng mình học thuộc tốt hơn thì ok, các bạn hoàn toàn có thể quay trở lại với cách học truyền thống là học những cái bảng quy tắc chia đuôi tính từ. Còn ở bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách học mới. Có thể lúc đầu các bạn sẽ cảm thấy nó khá là phức tạp. Tuy nhiên nếu như các bạn áp dụng cái quy tắc này vào làm bài tập thì các bạn sẽ thấy nó thực sự rất là đơn giản. Và nó đơn giản như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong bài ngày hôm nay nhé. Nếu như các bạn đã sẵn sàng thì chúng ta cùng bắt đầu bài học. Lass uns anfangen. Trước tiên chúng ta cần biết được khi nào phải chia đuôi tính từ. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi hai ví dụ sau đây. Câu thứ nhất. Das Haus ist klein. Das Haus ist klein. Câu thứ hai. Das ist ein kleines Haus. Das ist ein kleines Haus. Ở hai câu này chúng ta có tính từ klein, có nghĩa là nhỏ, bé. Tuy nhiên ở câu thứ nhất, tính từ được giữ nguyên. Còn ở câu thứ hai, tính từ được thêm đuôi es, chúng ta đọc là kleines. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là khi tính từ đứng trước một danh từ thì nó sẽ được thêm đuôi. Đuôi của tính từ được quyết định bởi những yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất đó là giống của danh từ đứng sau tính từ là gì? Đó là danh từ giống đực, masculine, giống chung, neutral, hay là giống cái, feminine. Thứ hai, danh từ đứng sau tính từ đứng ở cách thứ mấy? Cách thứ nhất, nominative. Cách thứ hai, genitive. Cách thứ ba, dative. Hay cách thứ tư, accusative. Thứ ba, danh từ đứng sau tính từ là danh từ số ít, singular, order, danh từ số nhiều, plural. Thứ tư, mạo từ đứng trước tính từ là gì? Mạo từ xác định, mạo từ không xác định, hay là không có mạo từ, vân vân. Nếu như các bạn vẫn chưa nắm rõ các khái niệm mà mình vừa nêu trên, thì mình khuyên các bạn nên xem lại bài số 11, Nominative và giống của danh từ, bài số 29, phân biệt các cách trong tiếng Đức, và bài số 30, chia mạo từ theo các cách, rồi sau đó các bạn quay trở lại bài học này thì sẽ hiểu được kiến thức một cách dễ dàng hơn. Trước khi học cách chia đuôi tính từ, chúng ta hãy cùng với nhau ôn lại một chút cách chia mạo từ xác định. Các bạn hãy nhìn vào bảng sau đây. Chúng ta nhìn từ trên xuống dưới. Ở cách thứ nhất, nominative, chúng ta có der là mạo từ của danh từ giống đực, der Mann. Die là mạo từ của danh từ giống cái, die Frau. Das là mạo từ của danh từ giống chung, das Kind. Danh từ số nhiều có mạo từ là die, die Kinder. Ở accusative, den Mann, die Frau, das Kind, die Kinder. Ở dative, dem Mann, der Frau, den Kind, den Kindern. Ở genitive, des Mannes, der Frau, des Kindes, der Kinder. Có một vài điểm mà chúng ta cần lưu ý ở đây, đó là mạo từ của danh từ ở cách thứ nhất, nominative, có thể tra được ở trong từ điển. Và các bạn lưu ý là chúng ta luôn học danh từ kèm theo mạo từ và dạng số nhiều của nó. Thứ hai,
Mạo từ của danh từ giống cái, giống chung và danh từ số nhiều giữ nguyên ở nominative và accusative. Các bạn hãy nhìn vào bảng ở phía trên một lần nữa. Chúng ta nhìn vào cột nominative và accusative. Với danh từ giống cái, feminine, ở nominative và accusative đều là die Frau. Với danh từ giống chung, neutral, ở nominative và accusative đều là das Kind. Danh từ số nhiều đều là die Kinder. Lưu ý thứ ba, mạo từ của danh từ giống cái giữ nguyên ở dative và genitive. Các bạn có thể thấy ở trong bảng, với danh từ giống cái, ở dative chúng ta có der Frau, ở genitive vẫn là der Frau. Và cuối cùng, ở dative, mạo từ của danh từ giống đực và giống chung giống hệt nhau, và ở genitive cũng vậy. Các bạn hãy nhìn vào cột dative, chúng ta có mạo từ của danh từ giống đực là dem, dem Mann. Mạo từ của danh từ giống chung cũng là dem, dem Kind. Ở genitive, mạo từ của danh từ giống đực là des, des Mannes. Của danh từ giống chung cũng là des, des Kindes. Bây giờ chúng ta hãy xem quy tắc chia đôi tính từ. Chỉ cần đặt ra 4 câu hỏi sau đây là các bạn có thể xác định được đôi tính từ một cách dễ dàng. Câu hỏi thứ nhất, có mạo từ đứng trước tính từ hay không? Nếu câu trả lời là không, thì tính từ sẽ mang đuôi của mạo từ xác định, trừ trường hợp danh từ giống đực và giống chung ở genitive. Nếu câu trả lời là có, thì chúng ta chuyển sang câu hỏi số 2. Mạo từ đứng trước tính từ có ở dạng gốc nominative hay không? Nếu không, thì bạn chỉ cần thêm đuôi an vào sau tính từ mà không cần đắn đo nhiều. Nếu câu trả lời đây là có, thì chúng ta sẽ phải chuyển sang câu hỏi số 3. Danh từ đứng sau tính từ có ở dạng số ít không? Nếu câu trả lời là không, có nghĩa là danh từ ở dạng số nhiều, thì chúng ta thêm đuôi an vào sau tính từ. Còn nếu câu trả lời là có, chúng ta hãy sang câu hỏi số 4. Mạo từ có thể hiện giống của danh từ không? Nếu không, thì chúng ta thêm đuôi er vào sau tính từ nếu như sau tính từ đó là danh từ giống đực. Thêm đuôi es vào tính từ nếu như sau tính từ đó là danh từ giống chung. Còn nếu câu trả lời là có, thì ta thêm đuôi e vào sau tính từ. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu vào phân tích từng câu hỏi để các bạn hiểu rõ hơn nhé. Với câu hỏi thứ nhất, có mạo từ đứng trước tính từ không? Nếu câu trả lời là không, thì tính từ sẽ mang đuôi của mạo từ xác định, trừ trường hợp danh từ giống đực và giống chung ở genitive. Đây là lý do vì sao chúng ta vừa phải ôn lại cách chia mạo từ xác định. Mời các bạn chúng ta hãy cùng nhìn vào bảng sau. Ở nominative masculine, chúng ta có der Mann. Chúng ta lấy đuôi er của mạo từ thêm vào sau tính từ sẽ được großer Mann. Die Frau, chúng ta lấy đuôi e thêm vào đằng sau tính từ schöne Frau. Das Kind, chúng ta lấy đuôi s thêm vào sau tính từ và thêm ở trước đó một chữ e để có thể phát âm được. Chúng ta có kleines Kind. Die Kinder, kleine Kinder. Ở accusative, den Mann, großen Mann. Die Frau, schöne Frau. Das Kind, kleines Kind. Die Kinder, kleine Kinder. Ở dative, dem Mann, großen Mann. Der Frau, schöne Frau. Dem Kind, kleinem Kind. Den Kindern, kleinen Kindern. Ö genitiv, des Mannes, großen Mannes. Der Frau, schöne Frau. Des Kindes, kleinen Kindes. Der Kinder, kleine Kinder. Có hai điều chúng ta cần lưu ý ở đây, đó là đuôi tính từ đứng trước danh từ giống cái, giống chung và danh từ số nhiều được chia như nhau ở nominative và accusative. Với danh từ giống đực và giống chung ở genitive, tính từ mang đuôi an chứ không phải là đuôi của mạo từ xác định. Các bạn hãy lưu ý trường hợp đặc biệt này nhé. Bây giờ chúng ta sang đến câu hỏi thứ hai. Mạo từ đứng trước tính từ có ở dạng gốc nominative hay không? Nếu câu trả lời là không, thì bạn chỉ cần thêm đuôi an vào sau tính từ thôi. Một ví dụ, der Mantel. Der Mantel là danh từ giống đực ở nominative. Ở trong câu sau,
Ich finde den blauen Mantel schön. Các bạn thấy mạ từ der đã chuyển thành den, vì lúc này danh từ đứng ở cách thứ tư accusative, tức là mạ từ không còn ở dạng gốc nominative nữa, nên chúng ta chỉ việc thêm đuôi en và sau tính từ thôi. Chúng ta sẽ được Ich finde den blauen Mantel schön. Mời các bạn chúng ta sang câu hỏi số 3. Danh từ có ở dạng số ít không? Nếu không thì các bạn chỉ cần thêm đuôi en vào tính từ thôi. Ví dụ, die Schuhe. Die Schuhe là danh từ số nhiều ở nominative. Khi thêm một tính từ vào giữa mạ từ và danh từ, chúng ta có die neuen Schuhe. Die neuen Schuhe. Ở câu hỏi thứ tư, mạ từ có thể hiện giống của danh từ không? Chúng ta hãy xem hai từ ví dụ sau đây. Ein Buch. Ein Buch. Buch là danh từ giống chung. Ein Tisch. Ein Tisch. Tisch là danh từ giống đực. Mạo từ ein vừa đi được với danh từ giống chung, vừa đi được với danh từ giống đực. Điều đó có nghĩa mạo từ ein không thể hiện được giống của danh từ. Điều đó tương tự với các mạo từ như mein, dein, ihr, sein, unsere, eure. Ihr, ngôi lịch sự. Ihr, số nhiều. Und kein. Ở đây chúng ta có ein neues Buch. Ein neues Buch. Ein alter Tisch. Ein alter Tisch. Như mình đã nói từ trước, thì ở trường hợp này, nếu như đứng sau tính từ là một danh từ giống chung, thì chúng ta thêm đuôi es vào sau tính từ. Còn nếu như đó là một danh từ giống đực, chúng ta thêm đuôi er vào sau tính từ. Còn nếu như ta có eine Tasche. Eine Tasche. Với mạ từ eine, ta biết ngay Tasche là danh từ giống cái. Vậy thì chỉ cần thêm đuôi e vào tính từ thôi. Eine schöne Tasche. Eine schöne Tasche. Các bạn đã hiểu được quy tắc suy luận đôi tính từ chưa? Hãy cùng áp dụng và làm bài tập để kiểm tra xem mình đã hiểu đến đâu nhé. Mời các bạn xem câu đầu tiên. Wir können hier frisch Käse kaufen. Theo các bạn thì chúng ta sẽ chia đuôi tính từ ở đây như thế nào? Trước tiên chúng ta xét câu hỏi thứ nhất, có mạ từ đứng trước tính từ hay không? Câu trả lời là không. Vậy nên tính từ sẽ nhận đuôi của mạ từ xác định trong trường hợp này. Chúng ta có der Käse. Der Käse. Käse là danh từ giống đực. Ở trong trường hợp này, danh từ đứng ở cách thứ tư accusative, bởi vậy nên chúng ta có den Käse. Den Käse. Tính từ sẽ nhận đuôi en. Chúng ta được Wir können hier frischen Käse kaufen. Wir können hier frischen Käse kaufen. Các bạn có hiểu không? Chúng ta hãy làm thêm một câu ví dụ nữa nhé. Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Theo các bạn, chúng ta sẽ chia đuôi tính từ đây như thế nào? Với câu hỏi thứ nhất, có mạ từ đứng trước tính từ không? Câu trả lời là có, đó là eine. Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ hai, mạ từ có ở dạng gốc nominative không? Câu trả lời là không, vì dạng gốc cho từ Wohnung phải là eine, không có đuôi er, nên ta thêm đuôi en vào sau tính từ. Chúng ta được Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Rất đơn giản đúng không các bạn? Hãy thử thêm một câu nữa nhé. Ich kaufe ein neues Auto. Ở đây, tính từ sẽ có đuôi là gì? Chúng ta hãy xét câu hỏi thứ nhất. Có mạ từ đứng trước tính từ không? Câu trả lời là có. Ở câu hỏi thứ hai, mạ từ có ở dạng gốc không? Câu trả lời cũng là có. Câu hỏi số 3, danh từ có ở dạng số ít không? Câu trả lời cũng là có. Vậy thì chúng ta chỉ còn câu hỏi thứ tư, mạ từ có thể hiện giống của danh từ không? Câu trả lời là không. Ở đây, auto là danh từ giống chung nên ta thêm đuôi es vào tính từ. Chúng ta được Ich kaufe ein neues Auto. Ich kaufe ein neues Auto. Hy vọng là các bạn thích bài học lần này của mình.
Các bạn đừng quên xem ở dưới phần hộp thông tin miêu tả. Mình sẽ để cho các bạn những cái đường link bài tập để các bạn có thể tự luyện tập, để có thể nắm vững được kiến thức trong bài ngày hôm nay và có thể nhớ chúng lâu hơn nhé. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để có thể nhận được những bài học một cách sớm nhất, và kết nối với mình trên YouTube để có thể nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ của mình về việc học tiếng Đức cũng như là về cuộc sống ở Đức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!